Mọi người ơi, đây là cái trò chơi mà ở bên này người ta gọi là vẫy cho đôi cánh thiên thần. Ở chỗ mọi người thì thường thường có tuyết, mọi người chơi những cái trò gì? Chứ ở nhà tôi mà cha con nó mà cái tuyết rồi đó. Như kiểu mà tắm tuyết, ăn tuyết, cày tuyết, ngủ với tuyết, ăn nằm làm về ngày đêm với tuyết, thấy tuyết là không tha. Đó, mọi người nhìn xuống đó, mọi người có nhìn thấy cái mô hình thiên thần đó không? Hai đứa nó cày ra như vậy đó. Giờ thì đó, mấy cha con nó lôi cái mán đó lên trên cao đó để chuột xuống, chơi đủ các trò hết trơn. Mon Dieu. Hai đứa nhỏ trượt thiệt, tôi không nói làm chi, tới phiên ông chồng tôi trượt rồi, tôi cười bể họng. Cái thằng ông dạy nhỏ ngồi nó cứ đứng dáng nhỏ nhỏ đó rồi, nó trượt xuống rồi chứ. Tao nói cái sao mà đỡ được cái ông này. Trời ơi là trời, cạn lời luôn, hết nói nổi luôn. Thiên đường này là của ẩm rồi đó. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Mấy chuyện nói luôn. Giờ thì mấy cha con nó thì dùng tuyết lại để tạo hình nộm người tuyết của mọi người. Nhìn mấy cái cục tuyết vậy nhưng mà rất là nặng á. Hai bà nhỏ này thôi thấy tuyết là khoái lắm. Giờ mà nói làm hình nộm là tới tối nó cũng làm cho xong. Attends, on va casser le truc, je vais le casser. Bouge. Allez. Cuối cùng cũng làm xong cái hình nộm người tuyết rồi đó mọi người. Bây giờ kéo nhau ra tụi mình thôi. Năm nay nhà mình chọn mô hình của người nộm là róc rốt nha mọi người. Rồi xong kết thúc cuộc chơi ngày hôm nay. Trời ơi, tôi chỉ ra chụp mấy cái mô hình thôi mà cắn hết cả người luôn mọi người. Vậy mà cha con nó đẫm từ chiều tới tối luôn, không biết lạnh là gì. Dễ sợ thiệt.